Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ba mẹ con mình đi chợ Costco mới về nên hôm nay á, mình làm nên video này mình để review tất cả những sản phẩm mình mua có giá bao nhiêu nhé. Mời các bạn xem với mình. Đầu tiên mình mua cái thùng kẹo này là kẹo dẻo. Kẹo này là kẹo trái cây, kẹo dẻo. Hai đứa nhỏ rất thích ăn. Ở trong này nó có từng gói nhỏ ở trong này nè. Mà một thùng này nó có tới 80 gói nhỏ trong này. Kẹo ăn là mình ăn nghe luôn. Nó làm từ trái cây này ra, nghe mùi trái cây, đúng là mùi trái cây luôn đó các bạn. Kẹo này mấy bé rất thích ăn. Cái thùng này mình mua là hình như là 1 đồng mấy, không có biên rồi, không có biên. Mình mua cái thùng này là 11 đồng 99. 11 đồng 99 là cũng giống như là 220 ngàn tiền Việt Nam. Thùng kẹo này nè, nó có tới 2 kg lận. Thùng kẹo này nó có tới 2 kg lận đó, rất ngon, làm từ trái cây rất là ngon. Và đây là mình mua dâu. Dâu này bữa nay nó bán hộp nhỏ chứ nó không bán hộp lớn. Mình mua 2 hộp dâu này. Dâu này 454g một hộp, mình mua tới 2 hộp này. Mà bữa nay dâu này rất là rẻ luôn, chỉ có 2 đồng 49 một hộp thôi. Là 2 đồng 49 cũng như 50 ngàn một hộp á, tiền Việt Nam 50 ngàn một hộp, nửa ký là 200 ngàn. Còn đây là cái thùng bánh của anh hai đây nè, Oreo. Anh hai rất là hảo cái bánh này luôn á, đi chợ lần nào cũng hết là kêu mua, hết là kêu mua. Mà cái thùng này á, một thùng nó có tới 10 cây bánh ở trong này. Đó, mà một thùng này nó tới 1,48 kg rồi. 1,48 kg gần 1,5 kg. Thùng này bao nhiêu tiền? Oreo 8 đồng 79 cũng như là 160 tiền Việt Nam. 160, 170 tiền Việt Nam một thùng 1,5 kg. Còn đây là da ua nè. Da ua này là da ua cây. Da ua nó làm từ cây nè, các bạn thấy cái cây không? Nó làm từ cây, mà từ trái cây á, dâu với nho nó làm từ trái cây á, cho hai bé ăn nó rất là dễ. Cầm mấy mình xé ra rồi nó cầm nó ăn lên rất là dễ luôn đó. Không ăn bằng hũ, hũ nó thì nó dễ nhiễu nhão. Cái này nó tới 32 cây, mà một thùng này nó 2,04 kg. Thùng này là 2,04 kg. Thùng này có giá là 7 đồng 79 cũng như 150 ngàn tiền Việt Nam đó. Mà mấy bé hảo lắm, mấy con nít bên này rất là hảo vua. Còn đây là trái cây khô. Trái cây khô nó kêu là Raspberry. Cái bịch này là nó tới 1,8 kg. 1,8 kg mà bịch này đang sale. Bịch này á, ở trong Costco á, nó sale tới 4 đồng lận. Giá bán của nó là 9 đồng 49. Nó sale 4 đồng còn 5 đồng 99. Cái bịch này nè. Đó, mà có 1,8 kg lận. Tất cả rất thích ăn. Hoặc là mình làm cái cookie á, mình trộn mình bỏ vô cho bé ăn không hảo. Còn đây là trái khóm. Trái khóm bên này bự ghê không? Trái khóm bên này
khóm bên này nó có giá là trái này là 2 đồng 99, cái trái khóm này là 2 đồng 99 một trái. Trái to trái nhỏ gì muốn lựa trái nào cho lựa, 2 đồng 99 một trái. 50.000 hả? 50.000 tiền Việt Nam hả? 50.000 trái. Còn đây là sữa nè, sữa này sữa whole milk nè. Nhà mình uống sữa này không à, với các bé cũng uống nữa, uống thích lắm, uống 2-3 ngày hết bình, 2-3 ngày hết bình rồi đó, nên mình mua tới 2 bình lận. Một bình này nó tới 3 lít 78, 3 lít 78. Sữa này là nó có giá 5 đồng 25 một bình, 5 đồng 25 một bình, mua 2 bình. Còn đây là bơ, bơ này là bơ, bơ mình làm bánh hay nấu ăn hay là cái gì mình bỏ vô cũng được. Cái này nó tới 1,8 kg, nó có từng cây ở trong đây đây nè. Cái này hộp bơ này nó có bán có 4 đồng 99 là hộp bơ này. Để mình luộc cái măng này nè, cái măng này nè, mình mua măng này mình về mình xào hay mình luộc mình bỏ bơ vô ăn rất là ngon. Mà bịch măng này thì nó có giá là 6 đồng 99, 6 đồng 99. Mà măng bữa nay á các bạn coi, măng nó cộng nhỏ nhỏ như ngón út chứ nó không phải là bự như ngón trỏ đâu, chắc măng non ngon, xào chung với bơ ngon lắm. Và mình mua đây là bịch tôm, tôm này là tôm nó đông đá ha, nó lột sẵn vỏ cho mình, nó chừa có cái đuôi thôi. Bịch tôm này nó có 2 phao á, 2 phao nó bán mình ô. 13 đồng 79, 13 đồng 79 là nó như tiền thôi, 13, 14 cũng gần 300.000, tính vậy đi cũng gần 300.000, 200 mấy, 2 phao. Còn đây là trái đâm nè, ba sắp nhỏ rất thích, ăn rất là ngon và ngọt. Cái cà thích rồi đó hả, rất là ngon và ngọt, nên mình mua tới 2 thùng đó. Nè, một thùng mà trái plum này á, là nó bán giá 6 đồng 99 á, một thùng á, thùng vậy 6 đồng 99 là nó bao nhiêu tiền ta, nó cũng 140 một thùng đó. Bé cà thích ăn dâu ấy dạ. Đây là hộp bánh mì bơ á, mình mua hộp này á, hộp này nó có giá 4 đồng 99 ở trên này luôn rồi đó. 28 ao, rồi mình mua để dành ăn sáng á. Và đây là dĩa cá nè, cá này cá phi lê nè, ăn rất là ngon, 14 đồng 20, cá này là cá phi lê ăn rất là ngon, 14 đồng 20 cá phi lê là khoảng 300.000 tiền Việt Nam. Còn đây là sườn non á, nó cắt sẵn ra, cắt nhỏ khúc luôn sẵn cho mình rồi. Mình mua cái này là nó 24 đồng 49, nó tới 8.19 phần 25 cũng như 500.000 gì. Còn đây là mình mua này là thịt heo xay sẵn này có giá là 16 đồng 48, nó 6.62 phao, nó mình mua thịt heo xay sẵn. Còn đây là
bò. Bò này mình làm bò lúc đắc hay là nướng xào gì ăn cũng ngon chứ. Cái này là có 32 đồng 84 cent là cũng 650 ngàn. 4 phao 11, 4.11 phao. Còn đây là chai dầu bơ. Chai này là chai dầu bơ. Ok con. Chai dầu bơ này mình mua 10 đồng 59 xem. Chai này chai 1 lít đó. Đây nè. Chai này là chai dầu bơ. Chai này là chai dầu bơ 1 lít. Mình mua 10 đồng 59. Cũng 200 ngàn chai. Đây là thịt ba rọ, nó bán từng dĩ như vậy nè, nó cắt sẵn vậy đó. Cái này mình mua có da này, có lõi nó không còn da nữa nha. Đó, nó này 6.67 phao. Mình mua 25 đồng 28 sen là cũng 500 ngàn. 500 ngàn thì Việt Nam. Quá. Hey, còn đây là Apple 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Đây là Apple 14 trái đó. Không là thơm, rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn. Nó bán một dĩ như vậy á, 14 trái à. Nó bán một dĩ gì 14 trái 9 đồng 99. Một dĩ apple gì là 200 ngàn. 200 ngàn một dĩ như vậy đó. Còn đây là trứng gà. Trứng gà này một dĩ 24 trứng. Nhà mình ăn trứng màu vàng. Nhà mình không thích ăn trứng màu trắng đâu, thích ăn trứng màu vàng thôi. Nên mình mua tới 2 dĩ. Mình mua tới 2 dĩ trứng. Mua tới 2 dĩ trứng. Một dĩa trứng này nó có 7 đồng 89. Hai một dĩa nha, một dĩa là 7 đồng 89. Một dĩa 24 trứng cũng như là cũng 160 một dĩa. Cũng 160 một dĩa. Còn đây là nuôi á, nuôi lon á, nuôi lon một thùng như vậy là 12 lon. Cái này mua cho bé cà nó ăn, cái cà nó hảo lắm. Là cái thùng này nó có 6 đồng 99 một thùng đó đó, 12 lon, 6 đồng 99 cũng như 140, khoảng 140-150 ngàn tiền Việt Nam á, 12 lon. Hôm nay gia đình ba mẹ con đi chợ bao nhiêu đó đó. Thường á thì gia đình mình á đi chợ mua thịt mua cá á, thì á, khi nào mình ăn hết á mình mới đi mua đó. Rồi á, cái nào hết trước thì mình đi chợ mua trước, còn nào hết sau thì mình đi mua sau. Mà nhưng mua cỡ chừng 2 ngày 3 ngày á, mình đi mua một lần á, là mình đi mua sữa nè, mua trái cây nè. Đó, mua sữa với mua trái cây hay mua rau củ á, là mình ăn khoảng 2-3 ngày mình hết mình mới đi mua. Còn về thịt á, thì thịt với cá thì mình ăn khi nào hết á, thì mình mới đi mua. Đó. Nên hôm nay nhà mình hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn, hết trái cây, hết sữa gì đó nên mình đi mua. Đi mua một lần hôm nay luôn rồi mình quay cho các bạn coi gì đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye, hẹn gặp lại các bạn.